Xin chào các anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay tôi rất là vui được quay trở lại và trên tay một chiếc đồng hồ thuộc một thương hiệu mà anh em chơi thường đặt cho biệt danh đó là Tam Thánh ấy. Tam Thánh thì sẽ bao gồm ba thương hiệu, đó chính là Patek Philippe, Vacheron Constantin hay là AP Audemars Piguet. Và chiếc đồng hồ đang trên tay tôi ngày hôm nay đó chính là chiếc đồng hồ Vacheron Constantin 5656. Và trong video này thì chúng ta cùng lập hộp để xem một chiếc Vacheron sẽ có những phụ kiện gì và chiếc đồng hồ 56 này có gì đặc biệt. Và cuối của video sẽ có một điểm khá là thú vị và tôi sẽ so sánh với một chiếc nói vui với một chiếc Patek đang rất hot thời điểm này, đó chính là một chiếc Nautilus. Gia Bảo Luxury trao gửi báu vật của thời gian. Đây, và như anh em đang thấy ở bên tay phải của tôi đang là hộp của một chiếc Vacheron. Trong Vacheron thì cũng rất giống những thương hiệu khác, đó chính là với mỗi một phiên bản đặc biệt, một phiên bản thông thường hay là một phiên bản đặc biệt sẽ có những cái loại hộp khác nhau. Thì đây là một hộp dành cho một chiếc đồng hồ khá gọi là phiên bản basic ấy, standard ấy. Đó thì chúng ta sẽ có đây. Đó, chúng ta sẽ một hộp giấy ở phía bên ngoài, phía bên trong của chúng ta đây như các bạn đang thấy nó sẽ có một cái lớp vải mịn, rất là mịn, và ở phía bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này là hộp gỗ thật được in nhũ vàng rất là đẹp mắt và có nghệ thuật chữ của Vacheron được làm, được in lên trên cái hộp gỗ này. Nói chung là tôi phải đánh giá là cái hộp này rất là đẹp. Đó, rồi rồi đặt cái hộp này sang một bên đấy nhá. Đó, đặt hộp giấy sang một bên, lấy cái lõi nó ra nào. Đây, ở trong chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ mở ra nhìn đây. Đấy, chúng ta mở ra đó, thì thường thì chúng ta sẽ đặt nhân vật chính của chúng ta ở trong này đó, ở đây đó, anh em nhìn thấy chưa. Đấy, khi chúng ta mở lên nhá, ở dưới này chúng ta sẽ có một cái nữa mà tôi thấy khá là hay và thú vị, đó là cái nó có thể xách đi đó, rất là xinh. Đúng không? Đây, cái này thì là bằng da. Chúng ta sẽ mở ra, ở trong thì nó sẽ có để đựng phụ kiện này. Đây là một cái gối để đựng phụ kiện và để đặt đồng hồ, mình sẽ đặt vào đây. Giấy tờ, certificate, mọi thứ cũng đặt ở trong này. Chúng ta sẽ có một cái kê chọc nữa để ở dưới. Đó, một kê chọc chỉnh nữa. Đây, certificate chúng ta sẽ đầy đủ hết. Thì giấy tờ như này. Đó, một cái thẻ tham dự này, giao club này. Đấy. Đấy, vân vân. Tất cả đầy đủ hết ở tại đây. Đây, cả mọi thứ. Nói chung là tôi phải công nhận một điều là Vacheron họ làm rất là tỉ mỉ, từ những cái chi tiết nhỏ nhất, từ cái cuốn sổ hướng dẫn này hay là cái certificate này, đó rất là đẹp. Và đặc biệt là tôi rất thích cái travel của họ. Đấy, có thể là để đồng hồ trong khi chúng ta đi du lịch chẳng hạn, chúng ta sẽ có thể là sử dụng cái này rất là hữu ích mà không sợ bị cái đồng hồ nó có vấn đề gì để lung tung. Đó là phụ kiện của một chiếc Vacheron standard, một chiếc bình thường thôi. Chứ nếu với những chiếc đặc biệt ấy, thì thực sự mà nói hộp của Vacheron rất là đỉnh, rất là lạ, đặc biệt kể cả là những phiên bản mà có hộp quay. Tại sao hôm nay tôi lại muốn nói nhiều hơn và dài hơn về chiếc Vacheron này? Bởi vì Vacheron là một trong những cái thương hiệu đồng hồ mà tôi rất yêu thích. Đó, nên là tôi muốn giới thiệu tới anh em rất là kỹ từ phụ kiện, gồm hộp những cái gì, giấy tờ, vân vân. Đây, và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây chính là chiếc 56 này. Chiếc 56 này thì có mã hiệu là 4400. Đó, 4400E. Và nói qua một chút về bộ sưu tập 56 của Vacheron, thì Vacheron 56 ấy, thì nó mới được giới thiệu, bộ sưu tập này mới được giới thiệu năm 2018 thôi. Và cái bộ sưu tập này thì được gọi là mới, rất mới. Nó có, nếu như anh em đã chơi Vacheron rồi thì sẽ có thể thấy được là 56 nó hơi có hơi hướng Vacheroni một chút, có Quaderline một chút và Historic một chút. Đó, nhưng khi mà để nhìn lại thì 56 cũng không bị lẫn quá nhiều
so với những bộ sưu tập khác, những bộ sưu tập tiền nhiệm của Vacheron. Bởi vì sao? Bởi vì 56 này được Vacheron lấy cảm hứng từ chiếc 6073. Chiếc đấy thì là 56 thì họ mới đặt tên là 56. Đó. Và cái dáng vỏ này thì được lấy cảm hứng từ chiếc 56 đó. Thì ngày hôm nay thì tôi đang có trên tay là chiếc với chức năng là DDS. Đó, trước đây thì có lẽ là chúng ta đã review phiên bản lịch thường niên và Moonway rồi. Nhưng ngày hôm nay thì tôi đang có một chiếc rất basic với lớp vỏ thép, với chức năng là DDS thứ và ngày và thứ. Đó, ngày và thứ. Thêm một chút nữa là cái chức năng báo năng lượng. Rồi thì lát nữa ở về phía mặt số thì chúng ta cùng khám phá nó. Đầu tiên ấy, tôi muốn nói về cái lớp vỏ chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này được làm từ thép không gỉ. Đó, được làm từ thép không gỉ. Và độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này đó chính là đánh bóng. Toàn bộ đánh bóng, không có một chút nào là brush một chút nào nhé. Tất cả từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, đó, tất cả đều được đánh bóng, không có chảy xước một chút nào. Đó, độ hoàn thiện này thì có thể tất cả nói như nào nhỉ? Với Vacheron thì họ đưa cái chiếc 56 này, bộ sưu tập 56 này là một bộ sưu tập dress watch. Nhưng với cá nhân cảm nhận của tôi ấy, với khi mà trải nghiệm và cầm trên tay thì tôi có cảm giác được nó hơi có một hơi hướng nào đấy có phần thiển hạng. Không biết là anh em khi nhìn vào chiếc 56 này có cảm giác có nhận giống của tôi không? Bởi vì sao? Bởi vì cái dáng tay càng này, hay là dáng vỏ này, hay là kể cả là cái dáng kim que, nó khiêm cái dáng kim giờ kim phút, kim que thì nghe nó hơi thợ. Thì là kim giờ kim phút nó khiến tôi liên tưởng đến một chiếc đồng hồ nó khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn một chút đó, hơi hướng sport đó. Thì lớp vỏ chiếc đồng hồ này thì là bằng thép không gì, được đánh bóng toàn bộ, đường kính là 40mm đó. Có một điểm rất là thú vị là dáng tay càng chiếc đồng hồ này, ở bốn cái phần tay càng chúng ta sẽ thấy được là bốn cái tam giác. Và bốn cái tam giác này để tôi gợi ý với anh em, nó chính là cái tam giác của cái chữ thập, Mantese. Đấy chính là logo biểu tượng của Vacheron Constantin. Đó rất là hay và thú vị, đó chính là bốn cái tay càng của chiếc đồng hồ này, nó còn bốn hình tam giác. Tất nhiên là cái ý tưởng này không phải là tôi nghĩ ra, mà là tôi cũng thấy được là Vacheron họ cũng đưa truyền tải bốn cái tam giác này khi mà gộp lại tạo thành một hình chữ thập ở phần tay càng. Phần tay càng này anh em có thể nhìn thấy nhá, phần hông nó được ôm vát cái phần này lại đó, để có cảm giác khi đeo nó thoải mái hơn, nó không bị ở phía bên hông khi chúng ta nhìn đấy, nó sẽ không bị trống quá. Đấy, khi lên tay thì chúng ta sẽ thấy là nó không bị trống quá. Và ở góc nhìn thứ nhất này này, ở cái dáng tay càng được ôm vuốt này, vuốt ở góc mắt nhìn tôi đây, thì cái dáng tay càng là thẳng vuốt vát, nó rất là mềm mại đó, kết hợp với cả cái hình tam giác mà tôi vừa mới nói ở trên ấy, là rất là thú vị. Tiếp đến là khi chúng ta nhìn nghiêng này thì chúng ta sẽ thấy được là cái kính của chiếc đồng hồ này nó lồi hẳn lên trên đó. Anh em có thể nhìn thấy là cái kính nó lồi hẳn lên trên, và cái góc nhìn này của tôi này là nhìn này, nhìn chiếc đồng hồ rất là đẹp, mặc dù là không nhìn thấy mặt số nhé, nhưng nhìn từ góc nhìn để nghiêng tay thì vô cùng là thu hút đối với cá nhân tôi. Tại sao mà tôi nói ở ngay phía đầu ấy là núm của chiếc đồng hồ này, tôi lại có cái cảm nhận là ngoài về cái tính dress watch của chiếc đồng hồ này thì tôi lại thấy nó hơi khỏe khoắn và hơi có thiên hướng là sport một chút, là bởi vì cái núm chiếc đồng hồ này là khá to và dày dặn với logo ở chính giữa. Đó là lớp vỏ của chiếc đồng hồ này. Thì có thể nói là lớp vỏ của chiếc đồng hồ này thì tôi đánh giá là với cái độ hoàn thiện là đánh bóng toàn bộ ấy, thì quan điểm cá nhân của tôi cũng thích lắm. Vì sao? Nếu mà đánh bóng toàn bộ thì khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta cầm nó hay dễ dính dấu vân tay, thì cái điểm này là cái điểm tôi cũng thích. Đa phần là bây giờ hiện tại những cái thương hiệu mà chế tác lớp vỏ thì thường từ kể cả Patek AFP, kể cả những chiếc dress, họ sẽ thường kết hợp giữa nhuần nhuyễn và qua lại giữa đánh bóng và chảy xước đó. Thì với một chiếc đồng hồ và đánh bóng toàn bộ thì tất nhiên là nó có lý do cả thôi, đó chính là nó sẽ tăng cái phần tính cổ điển của chiếc đồng hồ lên, nó tăng cái tính dress của chiếc đồng hồ này lên. Nhưng mà đối với tôi thì quan điểm cá nhân của tôi không thích lắm đó, vậy thôi. Còn chiếc đồng hồ này thì được trang bị dây da đen đó, dây da đen rất là đẹp mắt. Với phiên bản vàng hồng thì nó là dây da hơi nâu. Và có một điểm nữa mà tôi khen chiếc đồng hồ này 56 của Vacheron, đó chính là cái khóa.
chúng ta hãy nhìn vào cái khóa của chiếc đồng hồ này, nó cũng được làm lấy cảm hứng từ cái hoa thị, không, hoa thị là của Patek, hoa thị Calatrava của Patek rồi, thì được lấy cảm hứng từ cái chữ thập Matisse đó. Đây chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những cái hình tam giác này, khi mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta cảm giác ngay đến cái chữ thập Matisse tam giác ở cái khóa này đó. Và với cái chiếc khóa này thì chúng ta sẽ họ làm Vacheron VC, họ làm rất cẩn thận. Bởi vì sao? Vì họ chúng ta sẽ sử dụng cả cái nút bấm. Đây, nút bấm mà nó gần, nó mở ra. Đó, và khi cái phần cái dây ấy, chúng ta lại có một cái nĩa để chúng ta cài cái dây này vào. Đó, với những chiếc đồng hồ khác ấy, những cái khóa gập khác mà tôi đã từng trải qua, tôi đã từng trải nghiệm ấy, thì họ không làm kỹ được như Vacheron này đâu. Đó, nên khẳng định là các bạn là như vậy. Làm rất cẩn thận, rất cẩn thận đó. Mà thường đa phần ấy, họ chỉ làm một cái là lấy này xong rồi cài luôn vào cái lỗ và gập vào luôn thôi, chứ không phải là làm một kỳ công như này đâu đó. Và cái khóa thép này thì cũng được đánh bóng em đó, đánh bóng toàn bộ cái logo đây. Đây cái logo, một phần tư logo mà tôi cũng nói, kể cả cái mũi khóa này nó cũng được lấy cảm hứng từ chữ thập Matisse đó. Ngắn gọn là như vậy về cái lớp vỏ và ngoại hình của chiếc đồng hồ này. Bây giờ chúng ta hãy đi đến cái phần mà tôi rất thích, đó chính là cái mặt số của chiếc đồng hồ 56 này. Tại sao tôi muốn dành thời gian để nói nhiều về mặt số chiếc đồng hồ này? Thứ nhất, độ hoàn thiện của mặt số của chiếc VC 56 này nó phải nói là rất tuyệt vời trong cái tầm giá khoảng 20.000 USD. Bất chấp luôn, tôi phải khẳng định với anh em như thế. Bởi vì sao? Anh em hãy nhìn chi tiết nhé, đơn giản nhất là ba cái kim nhỏ nhất của chiếc đồng hồ này ở tại cái đồng hồ ngày thứ và kim báo xăng. Nó được đánh bóng, nó được hoàn thiện bằng cái phương pháp là black polish hay gọi là mirror polish ấy, hay là đánh bóng gương ấy. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn ở các góc khác chúng ta nhìn nó màu đen, nhưng thực sự là đó là một độ hoàn, tức là nó được đánh bóng để đến khi chúng ta nhìn ở bất kỳ một góc độ nào nó cũng là màu đen, nhưng nó khác hoàn toàn và nó mất công sức hơn rất nhiều so với việc chúng ta đánh bóng để đánh bóng thông thường. Và black polish nó kỳ công và nó mất thời gian hơn rất nhiều. Tiếp đến đó chính là về cái mặt số của chiếc đồng hồ này, nó sẽ chia được ra có 3 độ hoàn thiện. Thứ nhất ấy, đó chính là rìa ngoài của cái mặt số nó được hoàn thiện với độ hoàn thiện đó là chảy xước đó, và nó đậm hơn một chút so với mặt số ở phía bên trong. Mặt số tròn ở phía bên trong này có cái logo thập tự giá Vacheron Constantin ấy. Đấy, ở trong thì nó sẽ nhạt hơn một xíu và nó được hoàn thiện những cái khuôn cắt mờ rất mờ đó. Và cuối cùng một độ hoàn thiện thứ ba đó chính là độ hoàn thiện hai cái đồng hồ nhỏ thứ và ngày đó. Đó là các cái vân tròn đồng tâm, một cái mặt số mà tôi phải nói là rất là tuyệt vời đó. Về các cọc số của chiếc Vacheron này, chiếc Vacheron 56 thì chúng ta sẽ thấy được là sự kết hợp giữa cọc số Ả Rập và cọc số vạch. Ở tất các cái cọc số vạch ấy, thì chúng ta sẽ thấy được là có phản quang, còn các cái cọc số Ả Rập ấy, thì là được đánh bóng đó. Còn kim giờ, kim phút thì nó làm hơi to. Quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thấy là làm hơi to và có cài có dặn cao hàng phủ nó khoảng bên trên. Đây cũng là một cái điểm khiến tôi nhìn cái kim giờ kim phút nó hơi mang tính chất thể thao một chút, sport một chút đó. Chức năng của chiếc đồng hồ này thì như tôi đã nói, nó có so với phiên bản thông thường là giờ phút giây thông thường, thì chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ được bổ sung thêm đây date, có nghĩa là ngày và thứ. Ngoài ra một cái điểm tôi rất thích đó là kim báo xăng ở góc 6 giờ này, nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất hữu ích. Quan điểm của tôi là tôi rất thích những chiếc đồng hồ nào kim báo xăng, bởi vì tôi sẽ thấy được là khi nào thì tôi cần phải gấp các cổ tay nhiều hơn, hay là khi nào tôi cần phải lên cót nhiều hơn. Đó là vậy, đó là tôi rất thích những chiếc đồng hồ kim báo xăng. Rồi về chiếc đồng hồ này, về một số nó nói thì vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà để tiết kiệm thời gian của anh em xem review thì tôi sẽ nói ngắn gọn như vậy thôi. Đó, chiếc đồng hồ này khi mà tôi về tiếp đến ấy, thì chúng ta hãy chỉnh giờ đi. Chỉnh giờ, cái cảm giác chỉnh giờ của chiếc đồng hồ này rất là sướng, rút ra rất là nhẹ. Và khi chúng ta chỉ rút được một nấc thôi. Anh em nào mà cố gắng mà rút hai nấc ra như những chiếc thông thường ấy là chúng ta sẽ bùng đấy,
và lúc ấy chúng ta sẽ sửa rất là mệt. Với Vacheron ở Việt Nam thì cái thời gian sửa rất là lâu, bởi vì trung tâm bảo hành của Vacheron thì chưa có ở tại Việt Nam, thế nên là thời gian service nó khá là mất, nó mất 6 tháng 1 năm ấy, tùy từng lỗi. Thế nên là tôi khuyên anh em là trước khi mua một chiếc đồng hồ Vacheron nào đấy thì chúng ta nên xem những cái review đó. Thì chiếc đồng hồ này rút một nấc ra rất là nhẹ đó, chỉ rút được một nấc thôi nhá, và chỉnh giờ cũng rất là nhẹ nhàng đó, chỉnh giờ rất là nhẹ nhàng. Thì Vacheron họ làm có hai nút chọc ở hai bên hông, ở góc 8 giờ và góc 4 giờ. Thì chúng ta sẽ có một cây chọc đây, tôi giới thiệu với anh em cái cây chọc mà tôi vừa mới. Đây là cây chọc của chúng ta. Tại sao đấy, chúng ta lại Vacheron lại họ lại ra một cây chọc này không thừa đâu đó. Chúng ta sẽ chỉnh, chúng ta sẽ ấn vào đây góc 8 giờ và góc 4 giờ để chỉnh nhanh thứ và ngày đó. Cảm giác lên dây cót của chiếc đồng hồ này thì rất là sướng, tôi phải nói là rất nhẹ nhàng đó. Và rút ra chỉnh giờ nó phải nói là tôi cảm giác nhé, sướng hơn Patek nhiều. Quan điểm cá nhân là sướng hơn Patek nhiều đó. Về đáy của chiếc đồng hồ này và máy của chiếc đồng hồ này thì tôi phải nói như thế này, so với những thương hiệu đồng hồ độc lập thì chúng ta sẽ không thể so sánh được, bởi vì những thương hiệu đồng hồ độc lập họ sẽ làm chỉ chu và cẩn thận hơn. Nhưng với một thương hiệu đồng hồ lâu đời như là Vacheron hay Patek hay là AP thì những cái cỗ máy phổ thông của ba thương hiệu này thì tôi thích VC nhất. Bởi vì sao tôi nói như vậy, độ hoàn thiện so với cả hai thương hiệu còn lại tốt hơn từ cái rotor thì được làm theo kiểu skeleton, và với mà làm cái rotor skeleton này nó khó hơn rất nhiều so với cái rotor đặc. Ngoài ra thì cái biểu tượng thương hiệu được đặt ở chính giữa nó rất là đẹp, và độ hoàn thiện, ba độ hoàn thiện ở cái rotor này đó chính là đánh bóng ở cái logo thập tự trinh này, logo thập tự Matisse. Tiếp đến là chảy xước ở đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá, ở các cái cầu nho nhỏ này nó được chảy xước rất là mịn, đều và đẹp. Ngoài ra ở cái rìa ngoài cũng được chảy xước với cái logo 22 carat này đấy, chảy xước. Và có một điểm nữa, một cái độ hoàn thiện nữa ở cái rotor này mà tôi phải nói đến rất là ngắn gọn thôi, đó chính là cái độ hoàn thiện là chảy full cast. Đây, ở đây là full cast này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, full cast rất là đẹp. Một cái rotor mà họ làm rất là cẩn thận, chỉnh chu. Tôi phải nói là wow, Vacheron rất là cầu kỳ từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Tiếp đến là những cái cô mà những cái chi tiết máy khác mà tôi phải nói với anh em ở đây, ví dụ đơn giản. Cô máy thì được hoàn thiện thì tất nhiên là không có gì để chê trách nữa. Chảy xước đánh bóng. Chảy xước này hay là bát cạnh đánh bóng này, hay còn có những cái vị trí khác nó được làm vân black ấy, black tròn ấy. Đấy thì nó đây ở vị trí này hoạt động với tần số là 4 Hz. Đấy, 4 Hz không phải quá nhanh, không phải quá chậm, chung là trung bình. 4 Hz tương đương với 28.800 nhịp trên một giờ vậy đó. Và thời lượng giữ chữ cót của chiếc đồng hồ này thì không nhiều, khoảng 40 tiếng. Thế nên là tôi mới nói là cái power reserve nó rất là hữu ích ở chỗ đó. Nào, sau đây thì chúng ta hãy cùng thử lên tay chiếc đồng hồ này nhé. Lên tay nhanh không? Không có gì. Đây, cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, và chu vi là 16.9. Thì đây, như tôi thấy ở đây lên tay, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, lên tay tôi nói chung là đẹp, 90% LED, 10% sport, quan điểm cá nhân. Đó, góc nhìn đẹp nhất, không phải từ trên xuống, mà nó góc nhìn đẹp nhất là góc từ góc nghiêng này. Đấy, góc nghiêng này thì tôi thấy là đẹp nhất này. Đó, nhìn từ trên xuống thì nó bình thường, không có ấn tượng nhiều lắm. Nhìn từ trên xuống, nhìn ngang này thì lẹ. Nếu mà nhìn ngang này thì tôi lại thật sự tôi phải nói là nó không hợp mắt lắm, vì nhìn nó không được ôm tay, và cái vấu mà lúc ấy tôi chỉ cho anh em ấy, nó nhìn nó không phù hợp với cổ tay tròn lắm, mà nó sẽ phù hợp với cổ tay người, với cổ tay dạng vuông hơn đó. Thôi thì nói như nào nhỉ, với một chiếc đồng hồ dress watch như thế này thì quan điểm cá nhân đây nhé, quan điểm cá nhân đó chính là với tầm giá đó, với một cái logo tam thánh Vacheron Constant Tâm thì cái mức giá thì tôi thấy là quá là phù hợp. Còn lại nếu như để chấm điểm thì tôi, quan điểm cá nhân tôi sẽ sở hữu chiếc đồng hồ này thì tôi chỉ đánh giá 7 điểm thôi.
lên tay, nếu mà lên tay thì tôi chỉ đánh giá khoảng 5 điểm, còn lại những ưu điểm khác thì nó sẽ cộng vào mặt số được hoàn thiện và cỗ máy được làm hiện làm rất là đẹp và rất là cẩn thận đến từ Vacheron. Đó, đấy là quan điểm của tôi. Và cuối video này thì như tôi nói ở đầu video ấy, tôi cũng đang có một chiếc Patek 5712 bằng thép. Đó, 5712 thì nó cũng có những cái điểm chung, ví dụ như là có ngày, có lịch tuần trăng, có power reserve, có kim dây nhỏ. Với cái mức giá khoảng 100.000 đô này, với cơ cấu và chức năng xem. Đó, cơ cấu và chức năng có những cái đồng hồ phụ nhỏ ở bên trong, có báo power reserve. Đó, thì thực sự mà nói chiếc 5712 này có một cái mức giá bây giờ tôi đang định giá nó đang điên cuồng. Bởi vì sao? Bởi vì là hiện tại bây giờ có những cái thông tin giống như 5711 ấy là dừng sản xuất, thế nên là chiếc 5712 này nó bị đẩy giá. Người ta rất là nhiều người ta rất là nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để sở hữu trước khi nó dừng sản xuất. Đó là một lý do lớn để chiếc đồng hồ này có mức giá thị trường bây giờ chạm mốc 100.000 đô. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào về chiếc Vacheron 56 như thế này với lớp vỏ bằng thép, chức năng là day date và kim báo power reserve? Nếu như các bạn có suy nghĩ hay là có những cái cảm nhận thì hãy cùng comment ở phía bên dưới video này anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này hiện tại đang có sẵn tại 69 Quang Trung, rất là welcome, mời anh em tới sử dụng một ly cocktail và chúng ta hãy cùng ngồi nói chuyện, chia sẻ cảm nhận, đánh giá về chiếc 56 này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.